Mình xin chào tất cả các bạn. Mình cũng xin chúc tất cả các bạn đang xem video mình ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Thì video hôm nay các bạn, mình lên đường để đi bẫy chim mỏ nhát nha các bạn. Nói chung mình bẫy chim mỏ nhát thì bằng lưới tàng hình nữa các bạn ơi. Thì hai cây sào mình đem ra cũng tới điểm nha các bạn. Thì cái miếng đất mình chọn này là trên cánh đồng chét nha các bạn. Ở đây có cái miếng đất người ta bỏ chét cho vịt ăn đó. Thì quê mình thì hiện giờ trên cánh đồng thì lúa người ta xạ gì hết nè các bạn, lên cao gì hết nè. Thì mình đón mấy con chim mỏ nhát á, nó sẽ không có chỗ để đậu được nha các bạn. Mình đón nó sẽ xuống cái miếng đất chét bên đây nha các bạn. Giờ này trời còn hơi nắng nên mình quay hơi chói chói, các bạn thông cảm nha. Bên đây có miếng đất chét. Thì mình có đem tay lưới 50 mét ra nha các bạn. 50 mét ra mình chiến thử coi nó có dính không nha các bạn. Nói chung cỡ này thì cũng chưa phải là mùa. Cái này mình đánh chim mỏ nhát mùa nghịch nha các bạn. Quê mình ở miền Tây giờ thì lúa người ta mới chỗ các bạn ơi. Có miếng đất này thì người ta bỏ chét cho vịt ăn nè. Thì cũng để tránh mắt thời gian các bạn, giờ mình căng ta lưới ra nha các bạn, rồi mình quay chia sẻ tiếp. Tại hôm nay mình đi con mình hả. Mình cũng vừa căng ta lưới xong nha các bạn. Nói chung là mình căng con mình nó cũng hơi lâu. Căng thì không lâu mà do ta lưới mình, ta lưới cũ các bạn. Cho nên mình đánh năm ngoái á, bây giờ chưa tới mùa mình chưa mua lưới mới. Mấy ta lưới cũ này thì gắt quá gắt bạn ơi. Nãy giờ mình giá lại lâu quá. Cái ta lưới này 50 mét mình căng từ đây qua tới bên cây sào cao cao bên đó đó các bạn đó. Đây cây nè. Làm hai dây ta bẹt mình chặn lại nè. Thì ta lưới này á, là mình căng 50 mét á. Quá trời gách bạn ơi. Tại ta lưới này ta lưới cũ mình đem đánh giải chiến chơi đó. Nên mình chưa có sắm lưới mới. Tới mùa cầm quê mình tầm khoảng 2 tháng nữa bạn. 2 tháng nữa là vô mùa. Trước đó mình mua mấy lưới mới mình đánh cho nó đã nghe bạn. Lưới này thì nói chung là chắc còn dính còn không bạn ơi. Nãy giờ ở đây á, có cái bầy chim đó các bạn. Có bầy chim đâu cỡ hàng ngàn con các bạn, mà cái này là chim chim nó kêu bằng chim mỏ sắt các bạn, mà mình không có bắt mấy loại chim đó nghe các bạn, tại nó nhỏ quá đi. Hồi nãy nó dướng vô lưới mình một cái dữ lắm luôn, nó dướng một cái chừng 200 con mà nhà lưới mình xài đây các bạn. Lưới này lưới tàng hình nha các bạn, lưới này là mắc lưới 7 phân lận cho nên nó sẽ lọt nha các bạn, chứ nãy mà nó mà lưới 5 phân nó dính một cái rồi nghỉ gỡ luôn mà kìa, coi nó bay dướng dướng đắng kìa. Nói chung bầy này đâu cỡ hàng ngàn con lận bạn ơi, mà nãy nó bay dướng ngang ta lưới mình cỡ 200 á. Mình nói rồi là xong rồi, tưởng đâu dính cái rồi mình gỡ cái xỉu luôn ạ. À, tại mấy con nó nhỏ quá mình không có đánh, mình đánh từ con cu trở lên không à. Thì lưới mình đây nha các bạn, lưới này người ta kêu lưới tàng hình nè. Cái miếng này là miếng đất chét nha các bạn, miếng này nói chung ta bỏ chét đừng để cho vịt ăn nè. Mình đem ra đây mình đánh chứ quê mình thì bây giờ đa số người ta xạ lên cao hết rồi, chỗ lúa chỗ hết rồi. Bạn bé thấy cái bài chim đó không? Nói chung cái bầy chim đâu mình nói ngàn chứ còn hơn ngàn nữa bạn, nói đâu chừng 2-3 ngàn gì đâu. Tại có miếng đất chét này duy nhất nè, cái bu là nó ăn dữ lắm luôn. Mình cũng hy vọng tối nay cũng có chim mỏ nhát nó lại vậy nữa nghe các bạn. Giờ này sao mình chưa thấy con nào nó chớp cánh chăng á, chứ thông thường quê mình á mà tới tầm 2 tháng nữa vô mùa các bạn là giác chịu như nào mình ra đồng mình nhìn thôi là những con chim mỏ nhát nó sẽ chớp chớp cánh nó đi nghe các bạn, nó chớp chớp cánh nó kiếm điểm nó điểm nó ngừng chân á. Cho nên là mình sẽ thấy liền, nhưng mà mình đoán chắc tối nay có dính dính cũng không nhiều đâu bạn ơi. Tại vì mùa này mùa nghịch ha, quê mình thì chưa có. Cỡ này thì ở đồng trên á, đồng trên thì có nhiều rồi. Mấy đồng nào mà thu hoạch lúa trước á, chừng nào mấy đồng nó sụp nước vô đồng mình ở đây thu hoạch lúa nó mới di cư về đây. Cái miếng mình chọn địa hình bữa nay á thì nước nó cũng xem xét ha. Nhưng mà có một cái nước này không tịch nha bạn, tại vì dịch nó quậy nước kẹo chân nè. Cái này phải cạn xuống chút nữa mới ngon. Cái con chim mỏ nhát thì thông thường á là nó sẽ nước chem chép nha các bạn, có khô có nước á, thì nó mới ở nhiều, còn nước quá nó ở cũng nó cũng không ở, mà khô quá nó cũng không ở nữa. Tại loại chim đó là nó khoái mấy chỗ đầm lầy á. Đây lưới mình đây. Bạn thấy mình giá nãy giờ nè, mình xé dây mình giá luôn nè. Nói chung là giá từ lưa hết bạn ơi, bước chừng 1-2 bước là giá nè. Hy vọng tối nay dướng chừng 5-10 con gì nghe các bạn. Tại quê mình thì cỡ này chưa vô mùa, này giống như mình đánh văn nghệ vậy bạn. Vị trí ghiền, đánh đỡ ghiền. Mà nói vậy chứ cũng không biết được các bạn, nhiều khi tối nay nó hên gùa không chừng. Rồi bây giờ mình cũng thả về, khi tối nay tầm khoảng 7-8 giờ 8-9 giờ gì đó các bạn, mình cũng có đi thăm á, thì có dính mình sẽ quay chia sẻ tiếp ha các bạn. Tại lưới mình căng tay qua tới cái đài bên đó lần đó. Mình xin chào tất cả các bạn vào buổi tối ha. Tối hôm nay thì mình lên đường đi thăm tay lưới tàng hình mình 7 buổi chiều nha các bạn. Thì bữa nay mình đi cũng con mình ha các bạn ơi. Mình đi cũng gần tới tay lưới rồi à. Thôi trước mình thấy có treo lủng lẳng nha các bạn. Thì hành trang mình đây, đem theo cái túi như cái giỏ đựng mình đựng thôi nha các bạn. Thấy 2-3 con vậy các bạn ơi.
con mình nên đuổi không được nha bạn, mình đi vậy là nó dính được con nào dính ha, à, dính cũng khá khá đây bạn ơi. Đây để mình coi coi, hình như dính cũng được 2-3 con gì nha các bạn, 2-3 con 3-4 con vậy á. Để mình coi con nào mình sợ sảy á, mình ấy trước nha các bạn, mình quấn nó nằm đây đi để nó sảy bạn ơi, tại cỡ này đánh dính cũng ít đó, sảy uổng lắm, tại ta lưới mình á cũng ta lưới cũ rồi, mình con tay cũng khó gỡ nữa. Để anh quay mà xem bằng đắng như 2-3 con đây được 1 con nữa nè bạn ơi, hết biết con này bự rồi. Con này ở quê mình là kêu mỏ nhát đây nha các bạn, mỏ nhát cà cuốc đồ đó tùy theo dùng kêu nha các bạn. Bạn thấy bành Loki không? Đã. Để anh coi thử coi dính được mấy con. Hình như dính được 2-3 con vậy bạn ơi. 4 con hay gì ạ? 3 con, 4 con vậy ạ. Quá ngon lành. Loài chim này các bạn thì nó mập lắm nha các bạn. Nói chung là đầu mùa quê mình mấy con này cũng có giá lắm đó. Chim này gọi là chim mỏ nhát đây nha các bạn. Cỡ này á, chưa vô mùa nên quê mình chưa có nhiều nha các bạn. Quê mình thì ở miền Tây, quê mình thì tầm 2 tháng nữa mới vô mùa nha các bạn. Cỡ này thì nó chưa vô mùa. Cỡ này là do mình đánh mùa nghịch đó, cho nên tỷ lệ nó dính cũng không được mạnh hung nha các bạn. Ở trong gần ở trong nhà ở trong bạn có người ta ca nhạc hát quá lớn nên mình nói chuyện hơi lớn, các bạn có nghe thông cảm giùm ha, cho nó lướt tiếng nhạc. Quê mình thì vậy đó, khi buổi tối á, thì người dân người ta hay ca hát dữ lắm, cho nên mình thường thường đi săn đêm á, mình cũng khó quay lắm. Còn lúc trước mình đi đặt chuột ha, là tầm khoảng 10 giờ 11 giờ mình mới đi thăm được á. Thăm giờ đó người ta mới nghỉ ca hát các bạn, mình mới quay được. Chứ còn ta ca hát quá thì quen được. Con này là con thứ hai. Mùa này mấy con này mập lắm nha các bạn. Mấy con kiền thổ vàng vàng nè mập ú quay à. Rồi, con đằng đây nó muốn sảy bạn ơi. Để mình lại mình bắt con đây trước đi. Tại lưới của mình á, rồi không sảy bạn ơi, vô tùng rồi. Tại lưới mình nó lưới cũ á, năm ngoái á, cho nên mình sợ nó sảy chân vậy chân. Còn gỡ thì một tay mình rất là khó nó gỡ nha các bạn. Tại vì lưới này các bạn biết là lưới tàng hình, cho nên một tay thì mình gỡ nó ra rất là khó. Phải sử dụng 2 tay mới gỡ được nó. Chèo lủng lẳng à, mình sợ sảy không mà không sảy bạn ơi. Giờ hình như dính được đâu 3-4 con gì á. Cũng được. Còn cử sáng nữa nha các bạn, mình thăm giờ này cử rồi sáng thăm cử. Đây là con thứ hai nè. Đằng đó như còn 2 con nữa. Không được rồi bạn ơi. Mình trở lại đây mình gỡ con này. Giờ chắc mình cũng ngưng máy bạn ơi, như dính được 4 con. Hình như 3 con chim mỏ nhát chứ con cò hay gì á. Con này nó dãy hơi gắt lứ mình nè. Mình để cái túi tuốt dưới luôn nè. Nè nó gãy còn, dãy còn chút nữa là sảy lắm nha các bạn. Để mình gỡ, mình bắt nó ra luôn bạn coi nè. Tại vì lưới của mình á, năm nay á, nó cũ rồi, nó mục rồi. Vậy đó, vậy đó. Vậy gì sợ rách lưới. Đã nghe bạn. Rồi, giờ để mình ngưng máy cái, mình gỡ nó ra đi bạn ơi. Mình gỡ ra xong á, rồi khi mình đuổi thử quận coi nó có dính không. Có dính nữa thì mình sẽ quay chia sẻ với các bạn. Còn nếu không dính á, thì sáng mình đi thăm từ sáng á, mình sẽ quay chia sẻ với các bạn ha. Đằng đây con nữa nè bạn. Con đó con cò á bạn ơi. Con này con cò, này cò đỏ. Vì là được 3 con chim mỏ nhát. Trên đây con nữa nè. Rồi, giờ để mình ngưng máy mình xử lý đi. Mình cũng vừa về tế trại mình nghe các bạn. Nói chung là cử sao á, mình đuổi nó cũng dính được 2 con nữa nghe các bạn. Chứ nó cũng không dính nhiều. Rồi mình cũng chỗ đó đó, người ta hát nhạc lớn quá à, thôi mình không có quay luôn nghe các bạn. Thì thành quả mình buổi tối á, thì được 5 con chim mỏ nhát nghe các bạn. Được 5 con mỏ nhát chứ... một con cò thì mình bỏ đây nè bạn, bỏ trong này, tại mình không có bỏ chung với mấy con này, thì mình bỏ chung nó mà về mình tách ra, chứ mình để chung á, con cò nó hung lắm, nó mổ mấy con chim này nhé bạn, mấy con nhát mấy con này các bạn thấy không, hết biết mập ú quay nhé bạn, nặng nó ú quay, lông bóng lộng, mấy con này thì nói chung là guti nước dừa ngon lắm nghe các bạn, hoặc là nấu cháo đậu xanh á, cũng ngon lắm. Nói chung quê mình thì cỡ này nó cũng chưa vô mùa đó, chứ tới mùa của nó nhiều lắm nha các bạn. Tới mùa nó mình đánh đêm nhiều khi 50-70 cả 100 con không chừng. Còn như bây giờ thì nói chung là được 5-10 con là cũng thấy vui nha các bạn. Này được 5 chú, nhưng sáng nay mình đi thăm thử coi có dính được chú nào nữa nghe, coi có dính nữa không nha các bạn. Buổi sáng thì mình cũng không biết người ta có hát nhạc không nữa nè. Tại vì thông thường quê mình thì hay hát nhạc quá à, cho nên mình đi nhiều khi mình khó quay là gì đó. Nãy cử sao thì có mình cũng khó đuổi quá. Tại bữa nay anh em mình nó đi cắt mít rồi, nó không có nhà đó. Thông thường anh em ở sớm mình á,
nó hay đi đánh chim này với mình lắm, nhưng mà cỡ này nó vô mùa đi cái cắt mít đó, cho nên nó không có thời gian đi với mình đi con mình à, chứ phải được hai anh em á, đuổi nó cũng dễ nữa, còn con mình cũng khó đuổi, cho nên mình đuổi quận sau thì nó dính được có 2 con à. Còn cái quận đi ra thì dính được đâu 4 con, 3 con chim mỏ nhác với 1 con cò, 1 con cò thì mình bỏ trong giỏ nè. Cưỡng sao hai nữa là như thành quả cử tối được có 5 con nha các bạn. Rồi bây giờ mình cũng hẹn lại gặp các bạn vào lúc buổi sáng ha, sáng nay khi mình đi cuốn ta lưới rồi mình thăm rồi mình cuốn luôn các bạn, rồi có dính mình sẽ quay chia sẻ tiếp. Mình xin chào tất cả các bạn luôn ha. Thì sáng hôm nay các bạn mình cũng đi thăm ra thăm ta lưới tàng hình của mình nữa nghe các bạn. Thì hồi tối á, thì mình thăm nó dính cũng không nhiều bạn ơi. Mình thấy xa xa như có dính 1-2 con gì kia bạn ơi, hồi nó dính mấy chim lá rụng hay gì không biết, để mình đi qua mình coi thử nha các bạn. Ngày mới hương sáng sớm mình quay hay tối tối các bạn thông cảm ha, tại mình tranh thủ mình thăm xong đựng mình sửa tay lưới lại mình về lên để dịch, như ta cho dịch ăn nhiều khi nó dính dịch. Trời mới hừng sáng nè, để mình tiến hành mình xuống mình thăm. Dính mấy con chim bự thì mình mới bắt nha các bạn, còn mấy con nhỏ thì mình cũng thả. Ở đây tại có cái đám ấy dữ lắm nhiều. Cái đám chim sắt, chim gì á, chim này kêu chim lá rụng gì các bạn ơi. Nói chung chim này nó cũng bự hơn con chim sắt chút. Lưới mình lưới 7 phân là vậy mà nó bay sao mà dính nữa nè. Cái bầy chim này dữ lắm nha các bạn. Bầy chim này mà gặp cao thủ rồi đánh chim đêm, ủa đánh chim ngày mà coi như có lưới 5 phân đánh cái thôi thôi. Mà mình thì đó giờ mình chỉ bắt chim bự rồi, mấy chim nhỏ nhỏ này thì mình không bắt. Hồi giờ nó dính từ lưa chứ các bạn ơi. Có con nó dễ dễ thôi nó lọt nha các bạn. Thì nó không lọt thì thôi mình cũng gỡ mình thả nó. Kìa, nó dính treo đó kìa. Mình chủ yếu bắt mấy con chim mỏ nhác hả, với cò rồi thôi. Đằng kia quặng khúc mình không biết có dính mạnh không mà thấy quặng nó đẳng khúc nha các bạn. Trời ơi còn bay kìa các bạn. Uổng không? Đó nó bay vô đó các bạn. Miếng đất rồi mình neo thử lại đêm thử. Con này chắc mới dính buổi sáng luôn. Bành lu ki nha các bạn. Để mình gỡ thử coi được không, con này mình thấy dễ dễ nè. Nãy mình mới thấy bay vô trong đó hết con đó các bạn. Con này mập ù ha. Mình có một tay thì gỡ hơi khó. Còn bên đó thì dính 3 con chim nhỏ đó, nó dễ dễ hơi cũng xúc nha bạn, tại lưới mình tới lưới 7 phân mà. Nó không có ít có dính mấy chim nhỏ lắm, mà sao mấy con đó nó dính. Con đó làm như nó quấn hay gì đó. Chứ đa số dính con bự không à. Tại mình gỡ nặng cái nha các bạn, mình hạn chế hay quay. Thằng đẳng như dính con cò nữa kìa các bạn ơi. Còn bên bển mới dính cái gì mà thấy quằn một khúc lứ kìa. Còn mấy chim nhỏ này dễ dễ hơi thì nó lọt ngang nha các bạn, tại mình không có bắt chim nhỏ. Đây con chim mỏ nhác nè, hồi nãy mình thấy còn con nữa. Nó bay rồi, ở chẩm hình như người ta đang lùa dịch cho ăn á. Mình hy vọng nó giật mình nó sẽ bay trở ra đây nó dính lứ mình ha. Mình nói gì chứ ban ngày nhiều khi nó nhìn thấy nha các bạn. Con này con cò. Hồi đó con cò nó bay kìa. Làm như ban ngày nó nhìn thấy lứ mình hay gì á. Để anh coi trước dính gì bạn ơi. Còn đây là con cò đỏ. Cò đỏ này thì quậy quá hết sảy được rồi. Để anh hơi mình lại gỡ sau. Cái này buổi sáng hình như nước hơi cạn hơn buổi tối. Sáng thì như nước gầm ra. Mấy chim nhỏ nhỏ dính nè. Trời ơi dính chim mỏ nhác nữa bạn ơi. Dùng dưới đất luôn nè. Đây một con nữa nè. Còn đằng trước này thì dính 3 con chim vòng dọc. Đây con này con nhỏ. Còn đây 3 con chim vòng dọc nhỏ lự trên nha các bạn ơi. Mấy con này nó dễ dễ hơi nó cũng sảy nha các bạn. Tại vì lưới mình tới mắc lưới 7 phân nè. Này mình chủ yếu đánh mấy con gà đồng ha, chứ ủa đánh mấy con chim mỏ nhác này nè các bạn. Mấy con này thì uống nu đã nghe các bạn. Ngực nè. Mình không có cố tình đánh mấy con chim nhỏ này, tại nó bay vô nó vướng lưới nó dính thôi.
Hiện hơi mình cũng sẽ tiến hành gỡ thả nó. Rồi, để giờ mình quay lại mình gỡ mấy con chim nha các bạn. Hình như buổi sáng cũng được ba chú các bạn ơi. Còn mấy chú nữa mình thấy nó còn bay vô đầu trong. Thì để mình sẽ để lại thử đêm coi nó có dính con nào nữa không ha. Tại là cũng căng tứ cũng khó mà giờ mình căng sẵn rồi cuốn thì cũng thấy tiếc. Mình để lại coi nó có dính nữa ha. Rồi, giờ để mình nhân máy mình gỡ mấy chim. Gỡ mấy con này ra mình thả nó các bạn ơi. Từ lưa hết nè. Nhỏ này cũng không làm gì. Mình cũng vừa về tới trại mình nha các bạn. Nói chung thì đây mình cũng tổng kết thành quả cử tối cử sáng nha các bạn. Thì hồi tối thì mình được 5 con với 5 con chim mỏ nhát với 2 con với 1 con cò. Còn buổi sáng thì mình được 2 con chim mỏ nhát nha các bạn. 2 con chim mỏ nhát với 1 con cò nữa. Là thành quả sáng tối được có 9 con nha các bạn. Nói chung vị cũng ngon rồi các bạn ơi. Tại cỡ này thì quê mình là mùa nghịch nha các bạn, cho nên nó chưa có được nhiều. Thì ta lưới mình vẫn còn để ở chảnh, khi nào mình đi thăm có dính mình sẽ quay chia sẻ với bạn, còn chừng nào bạn thấy mình không có quay video là biết là không dính rồi đó. Nó nọ ngay đúng ra mình cuốn rồi, nhưng mà tại ta lưới nó cũng cũ kỹ quá rồi. Mình cuốn về mình để lâu nó cũng hư à, cho nên giờ mình để đại chỗ miếng đất đó, nếu khi nào mà cả như mình đi thăm nhiều khi nó có dính đồ mình cũng có ăn lai gai để mình cuốn về cũng bỏ ta lưới nha các bạn. Ta lưới đó quá cũ rồi. Thì tầm khoảng 2 tháng nữa quê mình mới tới mùa, tới mùa thì lúc đó mình sẽ mua lưới mới đánh bạn ơi, chứ đánh lưới cũ nó không phê, lưới cũ nhiều khi nó sảy rồi nữa. Nói chung ngon lành nghe bạn, con nào cũng lấy bành bành không nào, bạn thấy nè, đã mấy con này nè bạn mập lắm, còn cò thì vậy chứ nó không ngon bằng con này. Quê mình thì con này có giá trị hơn con cò nghe bạn, cò thì rẻ hơn. Rồi nói chung thành quả bữa cử tối với cử sáng cũng được 9 em nghe bạn, ngon lành. Mấy con này thì nữa chắc mình khìa nha các bạn, khìa nước dừa ha, hoặc lu ti á. Nói chung là làm gỏi củ hành đồ lót dĩa là ngon lắm bạn, đậu phộng đồ vô. Rồi, bây giờ mình cũng xin kết thúc video ở đây. Nếu các bạn có xem kênh mình thì cũng nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like, một chia sẻ gì nghe các bạn, để mình có động lực đó. Mình làm nhiều video về đề tài săn bắt hơn thì mình cũng bye bye các bạn. Hẹn gặp các bạn ở video sau.